Tại vì test ở Clisa như hôm trước á, thì cũng có test rồi mà anh em không có thấy được cái laser nó chiếu vào cái chai, nên là hôm nay em test ở Clisa lần nên em nhìn thấy rõ là cái laser nó chiếu vào cái chai ha. Sẽ bắn thử nha. Anh em nhìn kỹ nè, cái laser chiếu vào cái chai nước mắm anh em thấy không? Và em ngồi bắn như thế này thì em không có nhìn laser bắn thôi. Đó. Mời đẹp. Mời đẹp. Hello, xin chào tất cả các anh em đam mê nỏ bắn bi và súng ná cao su ha. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn anh em gắn cái laser vào cái súng ná cao su. Thì đối với anh em nào làm mộc á thì có thể anh em không mua cái dây nhôm này cũng được, anh em chừa lên để anh em kẹp, nó rất là dễ làm thôi. Đầu tiên thì muốn gắn được laser thì chúng ta phải mua laser đúng không? Anh em mua combo ná nỏ này, laser này. Anh em có thể xem ở những clip báo giá, những clip trước ha. Ở đây thì cái laser này nó kẹp ray 11 anh em nha, kẹp ray 11. Để em tháo kỹ ra. Thì cái ray ở bên bìa này là ray 20. Ray 20 thì chúng ta cũng vẫn không có tháo bỏ ra mà chúng ta kẹp hai cái luôn cho nó bền chắc. Đây, em sẽ review kỹ hơn về cái laser này cho anh em xem. Dính cứng ngắc à. Đây, cái ray trong này thì là ray 11. Em tháo cái ốc này ra cho anh em xem kỹ hơn nha. Đây, tháo hai cái cánh này ra luôn thì như vậy chúng ta cũng có thể kẹp được. Nhưng mà anh em thấy cánh này rất là mỏng manh ha. Đối với những anh em mà sử dụng những cái thiết bị khác, anh em có thể kẹp trực tiếp cần 12 vào đây, cần 12. Kẹp trực tiếp cần 12 siết chặt lại là xong nha. Siết chặt là xong. Còn khi mà anh em kẹp ray thì cứ thế này anh em kẹp vô rồi anh em siết lại ha là xong. Như vậy thì đối với em thì khi em siết hai con ốc này xong, em vẫn tiếp tục là kẹp luôn cái này vào. Chứ em không có bỏ cái này luôn. Tại vì khi mình kẹp ống á, kẹp ống 10 phi 12 á thì mình mới rút hai ống này mình bỏ ra, mình kẹp được ống 10 phi 12 nha. Còn nếu mà kẹp ray thì chúng ta sẽ kẹp luôn cái này vô thì chúng ta tiếp tục siết hai con ốc này là xong ha. Rồi, khi mà mọi người mua laser thì mọi người sẽ hỏi là giá bao nhiêu này kia, thì mọi người ở clip này thì em không báo giá nữa, anh em vào hai clip trước, ba clip trước thì có báo giá laser rồi ha, và báo giá cái phụ kiện súng cao su này, phụ kiện thôi nha, chứ em không có làm tại vì chỗ em thì không có thời gian để làm. Mà làm rồi về anh em không biết bem đó, là không biết bem á thì anh em cũng không bem được. Đây, khi anh em mà mua laser bên em thì chân kẹp nó đầy đủ như vậy. Chân kẹp nó đầy đủ như này. Laser thì nói chung là nó cũng gần giống nhau hết thôi. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đút cái này vào. Anh em chỉnh lại nè. Chỉnh lại là ở đây nó sẽ có hai cái lỗ lục giác nhỏ. Chúng ta sẽ xoay cho cái lỗ lục giác, một lỗ là nó phải thẳng hàng. Thẳng hàng là vuông góc với mặt đất nha. Vuông góc với mặt đất có nghĩa là nó xoay lên trời đó. Một cái xoay lên trời đó, để chúng ta chỉnh lên xuống. Và một cái xoay qua bên hông. Xoay qua bên hông để chúng ta chỉnh qua lại. Đầu tiên là chúng ta sẽ siết con ốc ở trên đầu này trước nha. Siết để cho nó cố định, nó không xoay cái laser nữa. Sau đó chúng ta sẽ bỏ pin vào. Bỏ pin thì đơn giản đúng không? Bỏ pin vào. Đây, em làm tượng trưng thôi nha. Để mất thời gian của anh em. Thì khi anh em mua cái laser này, trong này nó có 3 viên pin rồi và em có tặng kèm cho anh em một viên nữa. Đây là đặc biệt là mua shop em có ha. Chứ mua những shop khác không có nha. Mà vỉ pin này nếu anh em mua lẻ ở ngoài tiệm đồng hồ thường họ bán tầm 30 ngàn vỉ. Chỗ nào bán rẻ thì hai mấy, 20 hai mấy ngàn. Thì tiếp theo là cái chân ray. Cái chân ray thì anh em nào chế được thì chế, không chế được thì mua ở shop em luôn. Đây, cái chân ray nó như thế này thôi. Nó chỉ đơn giản như thế này thôi, nhưng mà Việt Nam không có sản xuất anh em nha, phải nhập từ Trung Quốc về. Mà anh em biết rồi, nhập từ Trung Quốc về có được không, chứ không phải lúc nào cũng có. Nên là anh em nào mà có cái tư tưởng mà mua cái laser mà kêu tặng cho cái ray thì bên em là nó từ chối thẳng luôn. Anh tìm shop khác để mua. Còn nếu mà shop khác mà nó có tặng cho anh em cái ray này thì nó cũng đã cộng tiền vào cái bộ phụ kiện của anh em rồi. Chẳng hạn như thay vì bán 10 đồng thì nó đã bán thành 11 đồng để một đồng đó là cái ray này, ví dụ vậy. Để nó tặng, nói là tặng cho sang mồm ha. Thì cái này thì cũng dễ thôi. Chắc là anh em nhìn anh em biết thôi. Bắt hai vít vào và cố gắng là giống cho nó thẳng hàng. Cố gắng giống cho nó thẳng hàng, bắt hai vít vào. Thế là xong. Sau đó thì chỉ việc là kẹp vào. Chỉ việc là kẹp vào. Kẹp vào và chỉnh thôi. Ở clip chỉnh thì em cũng có lên rất là nhiều video để chỉnh rồi, tại vì chỉnh nó rất là mất thời gian, lâu lắm anh em. Nên là anh em có thể tìm những video khác để xem nhé.
chứ mà đưa vào một cái video này luôn mà vừa gắn vừa chỉnh thì nó sẽ mất nhiều thời gian lắm anh em nhé. Để cố định thì chúng ta sẽ siết hai con lục giác ở trên vô trước, sau đó thì chúng ta sẽ đốt cái này vào. Rồi anh em thấy không? Cái lỗ này là lỗ chỉnh lên xuống nè, cái lỗ bên hông là chỉnh qua lại nha. Rồi chúng ta khi mà kẹp vô mà chúng ta siết luôn cả hai con trên và hai con dưới này thì nó rất là chắc chắn và nó không nhảy tâm anh em nha. Tại vì nó không có nhúc nhích sụp xịt gì được. Mình siết hai con thì nhiều khi là nó còn chưa tin tưởng, nhưng mà siết bốn con thì anh em hiểu rồi. Cực kỳ chắc chắn nha. Đó. Thì anh em thấy laser lúc này là nó chiếu xuống cái thảm cỏ anh em thấy không? Thì nguyên lý hoạt động của nó thì đơn giản thôi anh em, dùng chân đạp lên. Và trước khi đạp lên thì chúng ta sẽ móc vào cò. Thì khi mà trước khi móc vào cò thì tất nhiên ở đây nó sẽ có viên bi. Viên bi móc vào cò này thì nó sẽ như thế này nè. Khi mà móc vào cò thì nó sẽ như thế này. Đó, ví dụ mình đã móc rồi nha, em thì phạm ha. Cho những anh em nào mà chưa từng thấy cái clip bên kênh em á thì vẫn biết cái này hoạt động như thế nào nhé. Rồi, gài vô anh em theo. Đó. Để cho nó an toàn hơn thì chúng ta sẽ cắm cái đinh vào đây. Đây, cắm cái đinh vào chỗ này. Để khi mà cái này mà nó có bị kéo về anh em lấy ví dụ nha. Em lấy ví dụ nha. Ví dụ như anh em mà vô tình anh em bỏ trúng cái cục đá đi. Đó, anh em thấy không? Thì nó bật về tay anh em đặt đây, nó không có gây nguy hiểm cho anh em ha. Em làm ví dụ là này. Đó, ví dụ như anh em đang cầm rồi, vô tình anh em kê lên cục đá để anh em bắn đi mà anh em quên mất kê đúng cái khắc này. Và cục đá, ví dụ đây là cục đá nha. Ví dụ đây là cục đá, anh em kê vô. Đó, anh em thấy không? Nó đập về đây thì tay của anh em đặt phía sau nó rất là an toàn đó, như vậy. Và bóp cò thì bắn thôi, bóp cò thì nó sẽ nhả cò và bi bay ra thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ đi test ok nha. Rồi ok anh em, như vậy là em đã vừa mới quay chi tiết cái hướng dẫn anh em lắp cái laser này ha. Và bây giờ thì em sẽ quay test trực tiếp cái laser nhé. Ở những clip trước thì em có test gắn laser và test thử cho anh em xem rồi đúng không? Nhưng mà quay ở cự ly xa thì anh em sẽ không thấy được cái tác dụng của cái laser. Bây giờ em sẽ ngồi ngay vị trí này tầm 4 mét mấy 5 mét gì đó thôi. Nhưng mà em sẽ zoom lại để anh em thấy được cái laser nhé. Rồi. Rồi. Như vậy thì khá là to rồi nè. Bây giờ em sẽ chiếu cái laser này. Anh em nhìn một cái chai sẽ thấy được cái laser rồi ha. Anh em thấy chưa? À, nhìn vào cái chai xanh này à, lần lượt 5 cái chai này em sẽ bật laser bắn thử nha. Rồi em sẽ bắn thử nha. Anh em nhìn kỹ nè, cái laser chiếu vào cái chai nước mắm anh em thấy không? Và em ngồi bắn như thế này thì em không có nhìn laser bắn thôi. Đó. Bắn một mà nó dội qua trúng luôn cái chai kia, một và trúng cả hai. Tiếp tục này, em sẽ bắn cái chai Aquafina. Khi mà chúng ta chỉnh ok rồi thì chúng ta không cần phải ngắm kỹ nữa. Tiếp theo nè, anh em nhìn kỹ vào cái chai Aquafina nhé. Thấy cái laser chưa anh em? Đó. Những cái đoạn như thế này là em không hề cắt ghép gì luôn nhé. Anh em để ý nha. Đây thôi anh em nói em cắt ghép này kia không có nha. Những cái đoạn test như thế này á thì em cố gắng là không hề cắt ghép một tí nào nha. Không có tua nhanh tua chậm gì luôn. Để anh em thấy được là khi mà chỉnh được cái laser bắn ở cự ly tầm hôm trước em bắn cự ly đó chắc tầm 15 mét. Thì bây giờ khi mình bắn ở cự ly gần hơn thì anh em hiểu là nó chỉ lệch trên lệch dưới thôi, chứ
chứ tại vì thường là ở cự ly bình thường mình chỉnh á ở cự ly 15 mét, đến khi mà mình bắn ở cự ly gần hơn á có thể là nó sẽ là trên lệch dưới do là cái dao động của cái laser ha. Nè em canh ngay chữ không độ nè, anh em thấy không? Bắn trúng một chai mà do mình để như vậy nên là nó bước cái trúng hai chai luôn em. Rồi bây giờ mục tiêu thì ngã hết rồi, em sẽ bắn hai chai dưới đất cho anh em xem nhé. Đoạn này thì hơi mất thời gian một tí là do em không có cắt ghép nên là cái quá trình lên đạn thì anh em sẽ thấy nó hơi lâu. Đây anh em nhìn vào cái chai ha, đây là cự ly 5 mét á, 4 mét mấy 5 mét á. Rồi hơi cao rồi anh em, hơi cao hoặc là hơi thấp gì đó. Đạn nó đi nhanh quá, cái lực mạnh quá mình không kịp nhìn, có thể là nó thấp là nó trúng đất, nó dập lên, hoặc là có thể là rồi tiếp tục nè. Bây giờ chúng ta sẽ canh cho nó ở mép trên của cái chai xem như thế nào nha anh em. Đúng anh em thấy không, lúc nãy là mình canh giữa chai là nó dập xuống dưới đất, nó dập lên đó. Thì bây giờ chúng ta canh ở cái mép trên của cái chai thì nó lại trúng, anh em thấy không, là nó chỉ có lệch trên lệch dưới thôi. Sẵn còn hai viên đạn em sẽ bắn nốt. Như vậy thì anh em thấy là nếu mà chỉnh ok, chỉnh laser ok thì chúng ta hoàn toàn có thể bắn chuột được ha. Hoặc là bắn chim ngủ trên cây, đi săn đêm á nè. Rồi, tiếp theo là chúng ta bắn cái đít chai xanh nè. Chúng ta bắn cái đít chai xanh mà chúng ta tiếp tục ngắm ở trên mép trên của cái chai. Lại trúng anh em thấy không? Rồi còn cái chai trắng ha, một viên đạn cuối cùng nha. Anh em lưu ý là cái khúc này là mình không hề cắt ghép hoặc là tua nhanh một tí nào hết nha. À, đối với những anh em mà về không biết bem á thì có thể là xem nhiều clip ở kênh mình hơn. Anh em thấy màn hình mà nó rung rung đó, không phải cũng không phải là cái kép đâu nha anh em. Màn hình rung rung là do là mình khi mình lên đạn á thì cái chân mình nó cọ vào cái chân máy quay nha. Cái chân kẹp ha, nó rung rung màn hình thôi. Nè, tiếp tục nè, anh em nhìn nhìn kỹ cái laser nè. Đó, nhìn vào cái chai màu trắng là anh em sẽ thấy cái laser nha. Chúng ta tiếp tục là canh ở mép trên của cái chai. Đúng anh em thấy không? Đúng. Rồi ok, clip như vậy là em đã hướng dẫn và lắp laser như thế nào để chuẩn và test thử cho anh em xem rồi đó. Tại vì test ở Clisa như hôm trước đó thì cũng có test rồi và anh em không có thấy được cái tia laser nó chiếu vào cái chai. Nên là hôm nay em test ở cự ly gần nên em nhìn thấy rõ là cái laser nó chiếu vào cái chai ha. Anh em mà xem test ở cự ly 15 m, cự ly xa hơn á thì anh em xem ở clip trước giùm em nhé. Rồi bye bye anh em nhé. Chúc anh em sức khỏe bình an và thành đạt nhé.